Chào các em học sinh, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 17 trang 63 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Đề bài đó là cho tam giác ABC và điểm M là một điểm nằm trong tam giác. Gọi I là giao điểm của đường thẳng BM và cạnh AC. Ia so sánh MA với MI cộng IA. Từ đó chứng minh MA cộng MB nhỏ hơn IA cộng IB. IB so sánh IB với IC cộng CB, từ đó chứng minh IB cộng IA nhỏ hơn CA cộng CB. IC chứng minh bất đẳng thức. MA cộng MB nhỏ hơn CA cộng CB. Thì bài này chúng ta sẽ chỉ sử dụng bất đẳng thức trong tam giác. Trước tiên thì cô cùng các bạn sẽ đi vẽ hình bài 17 trước. Đầu tiên ta sẽ đi vẽ tam giác A, B, C. Điểm M là một điểm bất kỳ nằm trong tam giác, như vậy ta vẽ M ở đâu cũng được. Ta nối B với M. Ta được BM cắt đường thẳng AC tại I. Đây là M, đây là I. Đề bài có nói đến MI như vậy ta cứ nối sẵn ma lát còn dùng ma này có nói mi ma rồi chúng ta nói nối luôn m với c ia để bài yêu cầu so sánh ma với mi cộng ia thì chúng ta biết ngay đó là xét trong tam giác AMI có MI cộng IA là tổng độ dài hai cạnh thì sẽ lớn hơn cạnh còn lại là MA. Từ đây thì chúng ta sẽ trình bày được luôn. Nhưng trước khi trình bày thì nhớ nói cho cô một ý đó là phải chỉ ra là có tam giác AMI mà có tam giác AMI thì ba điểm AMI phải không thẳng hàng. Vì M nằm trong trong tam giác ABC nên A phải M phải Y là không thẳng hàng. áp dụng bất đẳng thức trong tam giác trong tam giác aim ta có ma thì sẽ luôn nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh là mi cộng với ia Như vậy ta đã chứng minh xong một ý. Ý tiếp theo để bài yêu cầu chúng ta chứng minh MA cộng MB MA cộng MB nhỏ hơn IA cộng IB thì chúng ta đã có là MA MA nhỏ hơn MI cộng với AI rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần có cộng thêm MB vào nữa cộng thêm mb vào đây thì chúng ta có là mb cộng với mi sẽ bằng ib như vậy là ra luôn cái này có nghĩa là cả hai vế của cái này chúng ta cùng cộng thêm mb nữa thì ra được đáp số này rồi chúng ta cộng mb vào hai vế của một ta được ma cộng mb nhỏ hơn mi cộng ia cộng mb mà chúng ta có mb cộng với mi là lại bằng ib từ đây thì suy ra là MA cộng MB sẽ phải nhỏ hơn hai cái này cộng lại là ra IB rồi sẽ nhỏ hơn IA cộng với IB và đây chính là điều phải chứng minh. Chúng ta chuyển sang IB so sánh IB với IB với IC và CB thì ta có ngay đó là bất đẳng thức trong tam giác. I, B, C Chúng ta phải giải thích là ba điểm I, B, C không thẳng hàng Rồi, áp dụng bất đẳng thức tam giác trong tam giác nào nhỉ? I, B, C ta có ta có ngay đó là cạnh IB sẽ nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại đó là IB thì nhỏ hơn IC cộng BC đó như vậy chúng ta đã làm xong được một ý của ý B. giờ chúng ta chuyển sang ý tiếp theo đó là IB cộng IA nhỏ hơn CA cộng CB thì tương tự như trên chúng ta sẽ cộng cả hai vế với IA. Cô đánh dấu đây là hai. Từ đây chúng ta suy ra luôn đi. IB cộng với IA, cô cộng cả hai vế với IA sẽ nhỏ hơn IC cộng BC cộng với IA. Đó, cộng cả hai vế với IA. Vì là AC của chúng ta thì chính là bằng AI cộng với IC nên IB cộng với IA sẽ nhỏ hơn BC cộng với AC và đây chính là điều phải chứng minh. Giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang IC. IC đề bài yêu cầu chứng minh MA cộng MB nhỏ hơn CA cộng CB thì chúng ta thấy IA chúng ta đã chứng minh được MA cộng MB nhỏ hơn IB cộng IA. IB lại chứng minh được IB cộng IA nhỏ hơn CA cộng CB. Thì từ đây chúng ta có ngay được là MA cộng MB sẽ phải nhỏ hơn CA cộng CB. Đây chính là tính chất bắc cầu. Chúng ta ký hiệu đây là một sao đây là hai sao thì từ sao và hai sao ta có ma cộng mb sẽ nhỏ hơn ia cộng ib đây là ở do sao này hai sao thì chúng ta lại có ib cộng ia nhỏ hơn bc cộng với ac thì từ đây chúng ta suy ra ngay đó là MA cộng MB sẽ phải nhỏ hơn CA cộng với CB. Các bạn lưu ý nhé, BC thì cũng chính là CB, AC thì cũng chính là CA. Và đây chính là điều phải chứng minh luôn. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài số 17, trang 63, sách giáo khoa, toán 7, tập 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.